Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay lại đến tiết mục hay ăn thì làm vào bếp. Thì hôm nay mình lại chia sẻ mọi người cách lướng mực trong dây bạc. Thử xem mọi cái xem nó có ra cái rì không. Đây. Anh quay vào đây xem nha. Đây. Giới thiệu mọi người, đây là hai con mực ống gọi là không siêu khổng lồ. Đấy. Lá ổi đây. Lá ổi vò rồi. Và ít sả. Thực ra là mình không cho nhiều gia vị bởi vì là khi nướng này để nó có độ ngọt nhất mà không bị chi phối bởi vì nhiều gia vị thì chỉ cần cho lá ổi và sả để cho nó khử cái mùi tanh của nó thôi. Còn tất cả ít nữa là mình khi mình chín là mình sẽ chấm. Ở nước chấm thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, và bây giờ là sau khi rửa sạch sạch mực rồi thì nhét lá ổi vào bên trong. Lá ổi vò rồi. Đấy. Thêm ít sả vào nữa. Yêu lại nhét dầu vào. Anh cứ quay sát vào đây. Trộn sả vào ổi như thế nhé. Đấy. Mình làm thế này thì gọi là khử mùi tanh thôi. Chứ còn tí nữa mình làm nước chấm thì ăn nó sẽ ngọt hơn các bạn. Đấy. Những lần nào cũng còn rải một ít lá ổi xuống dưới dây bạc nữa. Tất cả mực ống này mà luộc mới hấp thì không nên bóc ra nhé các bạn nhé. Đây còn lá mực này, ổi này là để nguyên một ít một chút thôi, chút cho nó đỡ dính vào đó. Mấy kéo cắt nữa. Đó, đây, được một cái nha các bạn nha. Tiện, bếp để lên nuôi đây luôn nè. Con thứ hai này.
quên mất. Ít là ổn. Là như này. Cái này là đợi chín thôi các bạn. Ít quạt tên bao giờ nó hồng lên thì. Rồi. Đi vào đây. Mùa này là mọi người hay ăn canh cua cà pháo thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách nấu canh cua nó ngon nhất. Đấy, canh cua tuy rằng đây là sau khi là mình lọc rồi nhá, trước kia lúc mà mình giã được cua hay cái mình giã được thì là tốt nhất, không thì mua xay ở chợ được, nhưng mà sau khi mình lọc rồi gia vị nguyên liệu đầy đủ là rau đay mướp thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cách nấu như nào để cho nó ngon nhất. Canh cua tuy nó đơn giản thôi nhưng mà để nấu mà ngon đấy các bạn thì nó cũng phải có một tí bí quyết đấy, bởi vì là riêng canh cua hay canh cái mà nấu thì nếu mà mọi người không lưu ý thì nó rất là hay bị lồng đấy. Nó không được béo mà ăn nó rất là sát. Tí mình chia sẻ qua một chút. Đấy, chưa? Đấy, trong khi chờ đợi một chút thì ra xem cho các bạn xem một cái đấy. Các bạn cứ bảo là nhà rộng nhà to vừa quét xong lá liếc đầy sân. Đấy. Quay cho mọi người xem cây mai trước thủy nhà mình nó đang ra rất là nhiều hoa các bạn. Cực đẹp luôn. Nào mình sẽ cứ bảo mua thay cái chậu này để cho nó có cái chậu khác đẹp hơn. Đấy, mai chiếu thủy cực kỳ đẹp, thơm lắm các bạn. Tối nó thơm ngào ngạt ra cả trong nhà đấy. Mình rất thích cái cây mai chiếu thủy, thơm thật đấy. Các bạn nhìn hoa. Đây là nó mới ra lúc đầu thôi nhá. Cỡ khoảng chục ngày nữa thì hoa nó trắng toát, trắng xóa bên dưới này rất là đẹp. Anh dở đi, cũng không sợ đâu, tí nữa dở.
Đấy, chuyên này, quay em tí này. Được rồi. Này, cầm. Cầm thật đi. Đây là mọi người lưu ý là để ý cái lồi lúc chuẩn bị sôi lên nhé. Đấy, gạch tôi đang lên rồi. Đấy, đang chuẩn bị sôi lên. Bởi vì cái này nó chỉ cần sôi quá lửa một chút thôi thì ăn nó rất là sát vào lòng. Riêng cái canh cua, canh cái này. Đấy, bắt đầu sôi lên như thế này thì mọi người vặn nhỏ lửa nhá. Gạt gạch nó sang một bên này. Đấy. Ông mới cho rau đây. Mướp vào. Đấy, và vặn nhỏ và vặn to lửa lên. Các bạn cứ làm theo như mình này thì đảm bảo ăn canh cua cực ngon, cực ngọt luôn và rất là béo. Còn nếu mà chỉ cần quá lửa thôi, cái này chỉ cần quá lửa một chút thôi thì nó rất là lồng và sát, không có độ béo của canh cua, canh cái. Đấy, sau khi đều như này lên thì vặn to lửa lên. Những cái món ăn tưởng chừng đơn giản như thí dụ canh cua hay rau muống luộc hay rau cải luộc. Đấy. Tưởng chừng rất đơn giản nhưng mà để mà nấu ngon luộc ngon thì cũng không phải đơn giản đâu các bạn. Đây nha các bạn nhá. Sôi đều như này lên cái nhá. Nhìn cái lồi sôi phát lên như thế này luôn. Thì tắt đi luôn. Đó. Thế là mướp và rau đây nó đã có thể chín rồi. Và bắt đầu lúc đấy mình mới cho một chút mì chính mà. Thì lúc cấy xay hay là giã mình đã cho một tí muối đủ rồi nhé các bạn nhé. Nếu mà lêm lếm nó nhạt thì ta cho thêm. Bởi vì bất kỳ nấu canh hay nấu gì thì trước khi nấu thì mới bao giờ cũng phải cho độ nhạt nó vừa phải thôi, thì khi bao giờ xong thì mình mới có thể là lêm lếm thêm được. Thôi chào mọi người nhé, bây giờ là đưa em xem. Đấy, canh chia sẻ trong khi chờ đợi chia sẻ canh cua nó một chút thôi thì để chờ đợi món này nó chín thì mình sẽ lại chia sẻ lại với tất cả anh em nhá. Tôi chào tạm biệt mọi người tí, hẹn gặp lại tí nữa nhá. Chào mọi người nhá. Đấy, sau một hồi là mực đã chín. Bây giờ là dở ra cho mọi người xem cùng thưởng thức nhá. Ra nước. Thơm lắm.
rất là thơm, cực thơm luôn mọi người. Đấy. Mình hấp đã ngọt rồi mà nếu mà nướng theo kiểu này lại còn ngọt hơn nữa. Và khi mình cho ít gia vị, chỉ để một khửa mùi tanh ấy, thì độ ngọt của mực nó sẽ được giữ nguyên rất là nhiều. Đấy. Bây giờ là mình thử cắt ra. Nóng lắm. Bắt ra nó nóng, nhưng hải sản thì ăn nóng như này thì nó mới ngon mà. Đây dầu của nó đây. Ngon nào. Ok, bây giờ là đây giới thiệu qua mọi người là mâm cơm gia đình hôm nay. Đây, vừa lúc trong khi nướng mực cũng giới thiệu mọi người bắt canh cua này. Thực ra là canh cua thì tuy là tưởng nó đơn giản thôi, nhưng mà để nấu mà ăn ngon thì là nó phải thêm một chút bí quyết. Và mọi người khi nhìn cái để bí quyết mà nhìn thấy nồi canh cua mà ngon đấy, cua hay canh cái, thì bao giờ vẫn nhìn thấy cái màu trắng này các bạn này, màu trắng ở gạch này thì nghĩa là nó chưa bị sát, nó chưa bị nồng. Còn nếu mà nồi canh cua nào các bạn không nhìn thấy cái màu gạch trắng này ấy, mà màu nó đen đen đấy, thì chứng tỏ là nó đã quá lửa và ăn nó rất bị nồng và không được béo, không được ngon. Đấy, cho nên là vừa rồi mình cũng chia sẻ cho mọi người qua rồi đấy. Còn đây là cá kho. Đấy, canh cua cà pháo. Đây, mùa hè nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bình thường là mình chỉ hai món này các bạn. Nếu mà quay ẩm thực nó thêm một tí này nữa. Và bây giờ thưởng thức cho mọi người xem nha. Đây. Người nhìn thấy dày nó trắng ngon chưa? Đấy, và cái này thì khi nướng này để nguyên như thế này thì nó sẽ ngọt. Còn khi chấm, mình làm nước chấm độ cay, độ mặn nhạt như thế nào thì nó phụ thuộc vào sở thích của từng người. Đấy. Mình mời mọi người nhá. Ông ngoài hôm nào cũng thế này. Nằm xuống. Ngọt lắm mọi người. Ok. Lại rượu màu. Ngoài mọi người nhé. Thực ra là mình cũng rất là thích uống một chút bia rượu, nhưng mà khả năng nó do huyết áp và do cơ địa, chỉ một chút thôi, thậm chí uống coca khi đỏ mặt. Đây cho ông em này miếng này. Ngọt hơn. Ống trắng không? Rất ngon.
nướng này ngọt lắm mà bạn, cực ngọt luôn. Khi mình cho lá ổi nước vào thì không bao giờ còn mùi tanh của mực nữa, và giữ vẫn giữ được độ ngọt nguyên của nó. Thôi mình làm vài miếng review vậy như thôi nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở video sau. Thực ra là mình cũng muốn quay quay toàn bộ mâm cơm hai anh em cùng ăn cho nó vui, nhưng mà ô xin ra rẻ anh em này không máu lên sóng, ngại thì mọi người thông cảm nhé. Chưa gọi là chưa đến giai đoạn lên sóng. Tôi chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người video sau. Mọi người thấy hay thì nhớ like và chia sẻ giúp mình, ủng hộ, đăng ký ủng hộ mình. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.